Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác tiếp tục là em mới về một em siêu phẩm dòng Touring mang thương hiệu của Aima. Model của xe vẫn là cái model AR7099. Đây là một trong những cái dòng xe Touring cao cấp nhất tại hiện tại về cửa hàng bên em. Thì hôm trước em đã có về một chiếc dòng Aima được rất nhiều bác hỏi và đánh giá rất là cao về chiếc Aima AR7099 full carbon, dòng Aima thương hiệu hàng xuất Nhật đó nhá. Và lần này em về thêm một chiếc nữa, cái độ mới của xe cũng rất là đẹp, gần như là tuyệt đối, xe rất là ít sử dụng. Mẫu xuất từ thị trường Nhật Aima, mã model của xe là AR7099. Và bây giờ xin mời nhà thầu giới thiệu xe. Vâng, thì em cũng giới thiệu qua cho bác, những bác chưa tìm hiểu kỹ về những dòng xe đạp thể thao. Thì nay em giới thiệu bác một cái mẫu dòng Aima AR7099, các bác gõ ra Google. Thì các bác check những cái dòng sơ đi của tất cả các dòng xe đạp, thì đây có những cái video em đã từng đánh giá qua của nhà kiên xe đạp bên em. Đây, dòng Aima đua hàng xuất Nhật full carbon. Thì cái dòng Aima này thường các bác chỉ thấy những dòng xe trên Nhật bãi, sử dụng rất là rộng rãi bên thị trường Nhật. Thì rất nhiều trang web đấu giá của Nhật trên website, lên vào một trang website chính hãng của Yahoo Quotation. Đây là một trang đấu giá tại thị trường Nhật những dòng xe đạp Aima. Đây là cái bộ khung của Aima R, mẫu model của xe 7099. Tất cả cái thông số của xe đều thể hiện rõ trên những cái dòng website của chính hãng của xe. Và tổng trọng lượng khung xe nó rơi vào khoảng 1465 gram, tức là 1 cân 4. Bộ khung này chỉ có 1 cân 4 đúng không nhá, khung khung là 1 cân 4. Đấy, và em cũng nói thêm các bác cũng tìm hiểu về những hay mua xe có người nhà bên thị trường Nhật, thì đây là một trang web chính hãng đấu giá những đồ tiêu dùng và những dòng xe thể thao rất là nhiều. Đấy, cái búa này là búa gỗ, là trong thời gian khởi nghiệp đấu giá bên Nhật các bác nhé, mà em đã giới thiệu trong tháng vừa qua, có thể tha hồ lựa chọn những mẫu xe đấu giá bên thị trường Nhật. Và cái mẫu xe này là mẫu xe Aima model 7099. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua sơ lược về chiếc Aima model của xe là AR7099. Thì đây là mẫu model touring đời cuối cùng của dòng Aima, sử dụng với bộ khung 3D full carbon. Chính thương hiệu Aima này rất tên tuổi trên thị trường Nhật rồi, được sử dụng rộng rãi về những dòng xe đạp thể thao, xe đạp thông thường. Thường các bác chỉ thấy cái dòng Aima là sử dụng những dòng xe Nhật bãi cũ, thì lai em về một chiếc thì xe có độ mới rất là cao, khung carbon với cái tông màu xanh đen, khung carbon bên trên khung chạy 4 viền được in tem 3D, những cái đường vân nổi 3D trên khung xe rất là đẹp mắt. Xe đánh giá độ mới tầm trên 90%, vì xe người chủ cũ đi rất kịp. Hầu như xe bên anh em nhập khẩu toàn về những dòng xe đạp carbon, vẫn như đẹp tuyệt đối. Đấy, nước sơn cũng rất là đẹp nhé, nước sơn bên ngoài phủ bóng la lô, rất là khó trúng xước. Bộ phốt ghi đông nhôm chính hãng nguyên bản theo xe, tay lóng cao su, bán cao su. Đấy, giúp được bác tư thế ngồi rất thoải mái, có tầm đi có thể dựa tay về phía trước. Lần trước em có về một chiếc, rất nhiều các bác có hỏi, nhưng mà chỉ có duy nhất một cái thôi, thì nay em về thêm một chiếc nữa. Đây là một mẫu dòng xe xuất Nhật rất nhiều các bác quan tâm, và rất là hiếm về được một chiếc dòng xe hàng xuất Nhật bằng được độ mới như vậy đó nhá. Rất ít khi về em về những dòng xe hàng xuất Nhật mà được đẹp như vậy.
mà đây cũng là một trong những thương hiệu rất khá nổi tiếng ở bên thị trường bên Nhật. Xe sử dụng với tay bấm xả 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Đằng trước sử dụng cụm phanh 3 mảnh. Bên phải em sử dụng với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Dòng xe touring kết hợp với road bike. Thường các bác sử dụng thấy những dòng xe Nhật bãi thông thường thì sử dụng phanh V. Thì đây dòng xe touring cao cấp carbon được sử dụng với cấu hình đằng trước sử dụng cụm phanh 3 mảnh, cấu hình xe đua. Giúp cho người đi tạo sự cảm giác rất là an toàn với cụm phanh 3 mảnh đằng trước. Càng carbon chính hãng của Aimoa. Cũng rất là đẹp. Vành bản to, kết cấu theo dòng xe road bike. Vành bản là 5 phân, chính hãng của Destropec. Vành của Destropec nữa nhá. Kích thước lốp 700x23C. Vành bạc đạn. Vành may bạc đạn chính hãng của Destropec. Tâm lá hẹ, được gọi là tâm dẹp. Có model lỗ xe là AR7099, các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm về model của xe. Còn là Aima Hantech. Hantech này. Những cái chữ mà Hantech này thường sử dụng trong dòng đời cao cấp, tất cả những đồ tiêu dùng hay là xe đạp. Thì các bác cũng thấy những dòng xe Hantech ở bên trên. Đùi đĩa 2 tầng. Đùi đĩa trục giống, đúng bản theo xe. Gạt đĩa của Shimano Sora. Và đêm file size là size 49. Ở trên khung xe đây 49 size center. Ngọc yên nhôm. Yên còn rất là mới. Củ là Shimano Sora. Trang bị với 8 tầng lip. Lip và xích cũng rất là mới nhá. Xe được vừa chủ cũ đi rất là giữ gìn. Vành đằng sau là vành của Destropec. Căm lá hẹ, căm dẹp. May bằng đạn là cối lổ rất là đanh. Đấy là chúng ta chuyển qua đứng của khung xe. Hả? Chúng ta đứng của xe là size 49. Chiều cao ngang cũng là size 47. Nhưng mà các bác cao từ 1m6 trên 1m7 đi vừa. 1m7 đi vừa. Chiếc clip còn rất là mới, xe là người chủ cũ đi rất là giữ gìn. May ơi bảo đảm cối lổ lên clip thôi. Tay bấm cả để sử dụng rất là dễ dàng và linh hoạt mấy nhá. Cúng clip. Bây giờ phải em được sử dụng với 2 tầng đĩa, đĩa trục giống. Đặt đĩa soda, xuống đĩa, lên đĩa. Và đây là chiếc thứ hai là cửa hàng bên em. Dòng touring cao cấp, bằng thương hiệu xuất Nhật. Aimoa, mã model của xe là AR7099. Sử dụng với group Sora. Và trước và sau sử dụng với bạc đạn mối lổ Destropec. Vâng, đây vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Aimoa. Model của xe là AR7099, model của xe dòng cao cấp touring khung carbon. Khung mà càng carbon. May ơi bạc đạn cối lổ hàng xuất Nhật, xe độ mới rất là đẹp lắm nhá. Dòng touring rất là hit về bên em với các dòng xe touring khung carbon như vậy. Và xe lớn tốt bên em là 10.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tên biển qua Zalo 0975 709943 hoặc trên YouTube tìm kênh xe đạp. Đến đăng ký theo kênh, còn hẹn gặp lại.